Thì mình đang có mặt tại công trình một tầng mái Nhật của anh Toản tại xã Yên Mật, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Về quê mà chúng ta có một cái khuôn viên cây cối xanh mát như thế này. Đấy, ao cây cối xanh mát nhà và một cái ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn và rất là đẹp như thế này thì chúng ta cảm thấy ấn tượng không? Đó. Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì công ty cổ phần xây dựng Việt Úc đang có mặt tại căn nhà vườn, một căn nhà vườn phong cách nông thôn đậm chất luôn các bạn ạ. Tuy nhiên đây là một ngôi nhà mới rồi nha và cái chất lượng thi công công trình cũng rất là đẹp luôn. Thì mình đang có mặt tại công trình một tầng mái Nhật của anh Toản tại xã Yên Mật, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Thì công trình này rất là may mắn khi Việt Úc đã được anh Toản là một kỹ sư liên quan đến mảng xây dựng các bạn nhé. Anh ấy rất kỹ tính và đã tìm hiểu nghiên cứu và giao cho Việt Úc cung cấp toàn chọn gói toàn bộ vật tư khung kèo, nhân công dựng khung, nhân công lợp ngói và cả ngói hoàn thiện cho công trình này. Và công trình này sử dụng một cái dòng ngói đó là ngói đất nung trắng men màu có thương hiệu là Á Mỹ với dòng ngói đất nung trắng men cao cấp Queen XL. Tuy nhiên công trình này có một điều đặc biệt đó là gì? Đó là cái màu ngói chính là cái màu xanh coban. Và hiện nay mình tới thăm cái công trình này khi mà gia chủ cũng chưa lên nhà mới các bạn nhé. Hôm nay mình tới thăm hai công trình ở Kim Sơn thì mình tới thăm công trình này và các bạn biết rồi đấy. Mình đến đây mình thấy cảm thấy rất là ấn tượng với cái mẫu ngói màu xanh coban. Mình đã chia sẻ 2-3 video về đánh giá về màu xanh coban rồi. Mình thì mình không khuyên các bạn rằng là lên chọn xanh coban. Tại vì khi tất cả mọi người đều làm xanh coban thì nhà nhà cũng đẹp thì nó lại màu đen, xanh đen thôi nó lại thành nổi bật. Nhưng khi mà tất cả mọi người đang dùng màu xanh đen thì hôm nay mình cảm thấy là màu xanh coban có một cái gì đó nó lại là cái sự nổi bật và khác biệt hơn so với các mặt bằng các cái mái ngói xung quanh. Thì các bạn có thể tham khảo dòng xanh coban của các thương hiệu ngói nhé, không phải mỗi của Á Mỹ đâu. Các bạn có thể xanh coban của Pride, xanh coban của CMC, xanh coban của V, Glacera, Thăng Long các bạn nhé, vân vân. Đó, rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn. Rồi, hiện tại thì mình đang đứng trước mặt cái căn một tầng mái Nhật của anh Toản tại Yên Mật, Kim Sơn, Ninh Bình. Đó, đây, công trình thì giáp thẳng với cánh đồng phía đằng trước đây và nằm trên cái đục trục chính của một cái ngôi làng. Đấy. Ngôi làng với cái vùng quê Ninh Bình thì các ngôi nhà ở đây thì mình thấy nó khá là nhỏ nhắn và xinh xắn các bạn nhé. Có thể là vùng cũng mình cũng giáp gần biển hoặc là giáp vùng Thanh Hóa, cho nên là cái cách thức làm mua những ngôi nhà ở đây nó khá là nhỏ nhắn, độ cao nó vừa phải thôi các bạn ạ. Đấy, thế thì công trình này là công trình mà mình vào mình cảm nhận là rất là tốt về mặt cái cảnh quan các bạn nhé. Một cái đường cổng đi vào này, đấy, hàng cây xung quanh này, rồi sau đó trước mặt là phía bờ ao. Đấy, và cái tầm view quan sát đến thẳng ngôi nhà này nó rất là rộng. Toàn bộ mặt tiền này phải đến hàng, mình đoán phải tầm 3-40 mét gì đó. Đó. Thế rồi phía xa kia là một ngôi nhà chính và các cái công trình phụ trợ này. Công trình phụ, đây là công trình cũ thôi. Không phải là xây mới, nhưng đây là công trình cũ thôi. Và cái khuôn viên ao và những cái dạng cây phía trước này, những cái cây khuôn viên cây cảnh của gia chủ trồng ở đây, mình cảm thấy là có một cái thư thái rất là lớn, cái văn hóa của cái đồng bằng Bắc Bộ các bạn ạ. Đó. Rồi, mình sẽ vào thêm nha. Đấy, chúng ta nhìn thấy sao? Đấy, màu xanh coban. Khi mình lập lên như này thì chúng ta biết rồi, với dòng ngói men thì cái chất lượng hình thức ngói men nó sẽ không được đẹp so với ngói bê tông. Nhưng mình nhận một cách khách quan là như vậy. Tuy nhiên nếu như mình nhìn thấy cái mái ngói như thế này thì mình nhận ra rằng là cái chất lượng hình thức nếu như vẫn là ngói men, nhưng với gặp tay những anh em thợ mà có kinh nghiệm và biết làm, không phải những mỗi của Việt Rút mình đâu, rất nhiều anh em thợ, các cái thợ hàn xì cũng như là thợ lập hàng khung kèo thép nhẹ mà chuyên nghiệp biết làm ấy, thì chúng ta vẫn sẽ có một cái mặt phẳng mái ngói rất đẹp và rất là ấn tượng. Đấy. Mặt phẳng mái ngói, mặt các cái viên ngói mặt phẳng rất là phẳng phiu này. Đầu tiên là hình khối mái rất đẹp.
Cái thứ hai nữa là các đường bò đường số song song với nhau, các góc cạnh song song với nhau rất là chuẩn. Cái thứ ba nữa là các viên ngói xếp lợp với nhau đều khít kín, nó không có viên nào gập gãy gì cả. Đấy. Nhìn hình thức ngôi nhà này mình đánh giá là rất là ok, khá là ok luôn. Đấy thì đường bò nó lại chắc khỏe và nó dày nữa nên chúng ta cảm giác như không có sự khác biệt lắm về mặt hình thức so sánh nếu như chúng ta so sánh với dòng gói bê tông. Đấy các bạn lựa chọn gói men, nhiều khi bảo là thân là gói men nó xấu không đẹp bằng, nhưng mình nghĩ rằng là chúng ta có thể nghiên cứu một cái gì đó khác. Tất nhiên gói bê tông thì các thương hiệu như Fuji hay Shingo hay là một vài cái thương hiệu khác thì mình cũng đánh giá là lập lên là rất là đẳng cấp. Đó, rồi. Mình sẽ nói nhiều hơn với các bạn về cái màu xanh của bạn này nhá. Rất đẹp đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Con viên này, cổng đi vào này, bờ ao này, mặt tiền đường này, đó. Và trong này thì cây cối thì cũng không phải là những cây cảnh đẳng cấp đâu, nhưng mà nó là cái màu xanh, nó tạo cái sự thư thái rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đây, các bạn nhìn cây sung này, đấy. Thì khúc khỉu một chút là chút ngõ, nhưng chúng ta sẽ có một cái ngôi nhà cực kỳ là ấn tượng ở đây. Một mỗi nhà một tầng thôi. Đó. Mỗi nhà này thì anh Toản thì anh công tác và làm việc ở Hà Nội. Thì ngôi nhà này thì nói thật với các bạn là anh ấy xây ở quê, đó là cái nơi anh sinh ra và hiện tại là nơi ở của ông bà sinh ra anh Toản. Đấy, do đó thì nơi này là cái nơi mà phụng dưỡng các bạn nhé, phụng dưỡng ông bà. Đấy thì về quê mà chúng ta có một cái khuôn viên cây cối xanh mát như thế này. Đấy, ao cây cối xanh mát này và một cái ngôi nhà nhỏ nhắn xinh xắn và rất là đẹp như thế này thì chúng ta cảm thấy ấn tượng không? Đó. Đây là mẫu nhà mà cũng đánh giá là rất nhiều người làm, với hạng mục một mái chính này, một mái sảnh này, với hạng mục cửa vào chính này và một cái gian trái phụ, nó tạo cái điểm thò thụt và tạo thêm cái hình thức mái chính mái phụ cho ngôi nhà này. Đấy thì với cái hình thức như này cái thì chúng ta sẽ thấy là ngôi nhà này có cái dáng dấp hiện đại hơn rất nhiều, các cái phần cột này, cột này với cái họa tiết hiện đại. Chứ chúng ta cũng đây là một dù cũng như một vài các công trình ở Linh Bình khác thì mọi người sẽ đi thiết kế theo cái dạng tân cổ, những cái phào chỉ đắp rất là nhiều, rất là rộng. Như ở đây thì anh đi cái phào chỉ rất là đơn giản thôi, ví dụ như rìa này hai phào thôi các bạn nhé, nhưng mà phào quay tai chứ không phải là cái phào mỏng đâu, phào quay tai. Các cái cột thì cũng là rất là đơn giản thôi, với những cái khuôn bao cửa đơn giản vuông vắn sát cạnh, với cái điểm nhấn là màu nền trắng và tô chỉ bởi những cái chỉ màu nâu. Đấy, nó rất là hiện đại. Đấy các bạn nhìn rất đẹp đúng không nhỉ? Đấy. Thế còn cái màu ngói thì ở đây công trình này sử dụng màu xanh coban nhé. Nhiều bạn cũng hỏi xem là màu xanh coban lợp lên có đẹp không, nhưng mà chúng ta nhìn những hình ảnh trên cao chúng ta thấy màu xanh coban này nó rất nổi với lại rất là sáng, cái tông màu ngói này nó sáng nên là nó sẽ có một gì đó trẻ trung hơn và nó có sự khác biệt với cái mặt bằng xung quanh, với cái những ngôi nhà xung quanh. Thì màu xanh coban thì khi mà tất cả mọi người dùng màu xanh đen, xanh rêu thì mình lại thấy những ngôi nhà màu xanh coban nó đã rất là nổi bật. Đấy, rất đẹp. Chúng ta nhìn thấy chưa? Đấy, đây là những cái hình ảnh thực tế nhé. Đấy, và hình ảnh rõ hơn thì chúng ta nhìn những hình ảnh trên cao chúng ta thấy được cái ấn tượng. Và hôm ngày hôm nay trời nắng cũng rất đẹp nữa thì cái màu xanh của bạn cũng tông nổi bật trên cái tông tường màu trắng như này thì mình đánh giá là rất là đẹp, để các bạn có thể tham khảo và ứng dụng cho mình một cái màu ngói đẹp các bạn nhé. Đó. Đôi khi chúng ta không nhất thiết chúng ta phải chọn màu ngói theo phong thủy hay đâu, theo mình nghĩ là mình cảm thấy thích, mình thấy đẹp là mình chọn thôi. Đó. Và hầu hết các dòng ngói men của các hãng cũng đều có những cái màu này, Bright này, Mỹ này, CMC, Vigra Thăng Long hay là Vigra Hạ Long, một vài thương hiệu ngói men khác thì đều có những màu xanh này, và kể cả ngói bê tông cũng có những màu xanh coban như này nhé. Đó. Còn chất lượng thi công thì ở đây chúng ta nhìn thấy rõ này, mái phẳng phiu nhé các bạn nhé, không có võng, không cong, không võng. Cái thứ hai là hình khối mái chuẩn. Đây, các cái sóng ngói thẳng hết nhé, sóng thẳng thì thẳng hết nhé. Đấy, mình chọn các góc mọi hướng khác nhau cho nó nhìn thấy thẳng hết này. Đấy, thẳng hết nhá. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy phương chéo này cũng rất là thẳng. Đó, thấy chưa, phương chéo cũng thẳng nhá. Đó, hồ lô lắp đặt thì cũng tương đối, cái hồ lô kia thì hơi kém một xíu thôi. Nói chung là cái chất lượng như này thì rất là ok. Cái nhà này thì có xử lý một chút ở cái vị trí cái góc xối bên này này. Đấy, chúng ta nhìn đây này. Đấy, mang xối nó sẽ phóng xuống ở cái sườn máy phụ này vào mới chính. Thì nó sẽ đâm vào cái đúng cái máy sảnh này. Và giải pháp đó là bên mình mái đâm vào tường thì bên mình sẽ làm một cái máng thu nước và thu nước vào để thoát nước. Rồi sau đó cái hệ thống đường ống thoát nước âm tường nhé. Âm tường ở chỗ này này. Đi vào đây và thoát nước ra. Thì vì mình đã làm một video chia sẻ về cái phần này rồi. Đấy. Mình đã làm một video chia sẻ về cái phần này rồi các bạn nhé. Đó.
Đứng trước cái ngôi nhà mà với cái thời tiết ánh sáng đẹp như này, tường trắng, mái ngói xanh thì chúng ta cảm thấy rất là tuyệt vời đúng không? Và nếu các bạn mong muốn tìm một đơn vị thi công máy ngói chuyên nghiệp và tư vấn một vài cái kết cấu cũng như cái dòng ngói đẹp phải chăng với giá thành với chi phí kinh tế và tiết kiệm nhất, các bạn liên hệ với hotline Việt Úc 0918 433 558. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào.